Ừ, Vinh trả cho Quỳnh đi. Nhớ nhớ dạy cho Vinh nha. Ok. Mình luôn. Không, để Quỳnh tự dạy cho Quỳnh trước. Bàn chân lặng lẽ. Wow! Có một sự đây là một sự lớn lao, sự đặc mặt quá vui. Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay lại với channel WeWork của chúng mình. Channel WeWork là một channel về board game. Hôm nay Vinh có những người bạn rất là vui tính và đẹp trai, đẹp gái đến đây cùng Vinh chơi một cái game. Thì các bạn cũng thấy trên tay Vinh cầm gì rồi đúng không? Game Saboteur. Thì trước tiên Vinh xin mời các bạn giới thiệu bản thân đi ha. Xin chào mọi người, mình là Đạt và mình sử dụng game chống nắng mỗi ngày. Hello mọi người, mình là Quỳnh. Chào mọi người, mình là Trường, mình mới tắm. Thì các bạn cũng thấy là mấy bạn này rất là vui tính đúng không các bạn? Thì hôm nay mình sẽ chơi cái game Saboteur. Thì nếu các bạn mà muốn học cách chơi cái game này đó thì Vinh có để link description phía bên dưới nha. Các bạn nhấn vào đó các bạn có thể học được chơi cái game này rất là vui. Game được chơi có thể từ 3 đến 10 người là các bạn. Nếu các bạn có một cái party rất là đông thì có thể game này rất là vui nha. Ok, mình bắt đầu chơi ha. Ok, trước tiên mình sẽ setup ha, thì mình sẽ setup cái game như thế này. Sau đó mình sẽ shuffle cái này lên này, trong bài đúng không? Mình sẽ chia cho mỗi người 6 lá ha. Tại vì mình có 4 người chơi đó các bạn, cho nên mình sẽ chia cho mỗi người 6 lá bài. Tùy theo số lượng người chơi thì sẽ khác nhau nha các bạn. Ok. Sau đó mình sẽ shuffle cái lá vàng lên nè và mình sẽ úp xuống và chia ra, mọi người không biết đó là đâu ở nhà. Rồi trong này mình có 4 người gold miner nha các bạn và một người phá hoại, là 4 người đi đầu vàng và một người phá hoại nha. Bây giờ Vinh shuffle lên bỏ vô giữa nè, shuffle nè, để dưới nè. Ok, xong rồi đưa cho Trường nè, Trường shuffle đi đó, để không biết là ăn gian, khỏi ăn gian đúng không? Ok, sau này á mình sẽ chia cho mỗi người một nhân vật thì Vinh sẽ chia cho Trường trước. Và một cái lá nhân vật sẽ bị bỏ ra ngoài. Cho nên mình không biết lá này là lá gì nha các bạn. Có thể là như đâu, người đầu bàn, có thể là người phá hoại, không biết được. Ok. Rồi mọi người coi nhân vật của mình trong bí mật nhé, đừng cho ai coi cả. Mọi người ơi, em không phải là phá hoại đâu. Ok, còn cái đống bài vàng này thì nếu mình thắng game mình sẽ tính ha. Ok. Mình là gold miner nha mọi người. Em có được cho khán giả coi cái lá này không? Đúng không? Chúng mình cùng team. Ai tin không? Không, em là cùng team với ảnh đó, em tin ảnh đó. Vậy em là chỉ không tin anh này thôi. Lực lẻo quá, tôi cũng gold miner. Tôi cũng đồng bạc. Ok, bây giờ mọi người sẽ coi ai đi trước nè. Dạ, em nhỏ nhất nè, em đi trước nha. Ok. Ở đâu ra? Tôi ra cho cái quyền đó vậy. Khoan nha. Mà thôi kệ, cho đi trước đó. Còn mình đi hướng nào? Mình sẽ đi bên trái nha, sẽ đến Trường rồi sau đó. Đã, em gồm ai nào nè, mình sẽ hướng về vàng. Nhiều khi vàng mới đây sao? À đi, đây à đi. Sau đây, khi mà chơi xong một lá, mình sẽ bốc một lá. Ok, để em nghĩ nhẹ cái. Sorry mọi người, em cũng đang rất là muốn. Nhưng mà tình hình là em không có lá khác cho nên em đi hướng này. Nguy lắm nha. Không, em không thật nhớ cho đi vậy. Không, tại vì nếu mà em ở đây em vòng mất vô lại rồi. Một cái điều luật nữa mấy bạn, nếu mà mấy bạn không có đường đồ chơi á, không có đường để đi á, thì các bạn có thể bỏ một lá đi và bốc một lá mới. Ok. Ba mình lại thôi. Và mình có quyền úp cái lá mình bỏ đi xuống để hoặc người khi chơi không biết là mình bỏ lá gì hết. Okay. Chứ không có phải là đi cái đường gì đó đâu. Ví dụ như đi vậy được không? Còn phải tin em hết lá rồi. Nhưng mà không okay. Sao, em sẽ giải cho mọi người. Ok. Mình xây bỏ đường cái đó nha, mình bốc một lắm nữa nè. Quỳnh. Theo cái này nó... Đây là Quỳnh, không phải là Q-U-Y-N-H nha mọi người. Đây là Quỳnh. Thôi đi. Q-U, chữ E, chữ N, chữ H. Quỳnh. Quỳnh đó hả? Quỳnh. Nói đó không, nói đó được. Đúng rồi. Được. Đúng được. Ok, anh Saboteur anh đi kìa. Ừ.
sao mà tôi đi đi kỳ? Đâu có, Quỳnh nó thấy Quỳnh đi kỳ không? Phải hỏi. Ủa sao đi kỳ? Ủa đi đó đi xuống mà. Đúng rồi, đi xuống mà. Ủa bây giờ phải qua đây em mới đi thẳng xuống đó được đúng không? À, không, đi xuống rồi, quẹo qua đường cũng được. Đâu sao đâu. Ok. Xuống. Hay quá. Ok, đến lượt trường đó. Rồi, em sẽ mở bên đây. Ủa, mở gì kỳ vậy? Ồ không, sao mở nó hơi sai. Ủa cái màu xám này là gì vậy Vinh? Không không. Ờ thôi chết em lỡ rồi, thôi em đạt đại thôi. Nghĩ ghê vô. Em thôi cho trường ăn cái này nè. Em nhìn thấy hơi sai. Nghĩ cho em bóc một cái. Không em đi. Anh tặng cho em một cái rượu đó. Không được đấy. Không no 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 no. Mọi người ơi dạy em đi, em nói thiệt mà. Mỗi lần kia đi một lá. Anh ấy quẹo xuống đi đứng đây, bắt mình quẹo. Ok không, em nhìn ngang. Mỗi lần kia đi một lá này hả anh Vinh? Đúng rồi, mỗi lần kia đi. Mọi người tin em đi. Một chơi một lá phải bốn một lá mới. Nè, đó. Đó vậy là biết làm gì rồi đó, đúng không? Lấy một lá nè. Không, tại vì em nghĩ nó đi vòng ngay đây anh. Thôi thôi thôi. Chuuu, tặng em lá nữa. Đó, trời cái xe gãy luôn. Chị Quân, chị dạy em chị ơi. Em buồn mọi người quá. Rồi bây giờ em có quyền giải lá của mình, hoặc là em có thể bỏ đi một lá mà em không thích, bỏ một lá mới. Em xin hoặc là chơi mấy cái lá chức năng để thấy bài hay là phá đường hay làm gì đó. Em xin bỏ lá. Bỏ một lá đúng không? Cho em xin một lá khác đi ạ. Bỏ một lá khác đúng không? Ok. Ok. Ủa em vẫn phá đường được. Cái này vẫn chơi mấy lá chức năng được mà không xây đường được nữa thôi. Ồ. Chơi đi cái này đúng không? Đúng rồi. Đi lá này mà xin nó không có rồi đó. Vì sao không bỏ? Bởi vì mới nói mới chơi. Mới nói chứ. Mọi người phải tin em mới chơi. Mới chơi. Ê hi hi. Tức là Quỳnh nha. Mình vừa có xây đường đó. Bỏ một lá. Đúng rồi. Bỏ một lá. Bỏ một lá. Lá bỏ mình bỏ cho mày đi ha. Em chơi dốt mà mọi người lại tin em là Saboteur là thế nào. Ok. Ok. Nào được ta. Chắc cái này học được hơn á. Đi sao coi được nha. À. 1 2 3 4 ừ, 5. Cái đầu tiên không tính nha. 1 2 3 4 à. Cái này không tính hả? Đúng rồi. Cái story cái này. Nãy. Ủa vậy sao cái này chất work vậy? Đó chất work được bởi. Hay là cái đó vậy? Để em hỏi để đây được không? Không có giúp gì cho mình đổi á. Thiệt luôn. Thế em đúng không mọi người? Rồi. Thôi em giải bản thân nha. Ừ. Đồ đúng không? Rồi. Vẫn không có xe sao em xây đường mọi người. Họ cho em thêm lá nữa. Được. Tặng em cái khác nè. Và buồn và tiếp tục ngồi giải đi em không tên thế rồi sao tới mình đúng không tiêu quỳnh quỳnh xem một lá bài xem lá nào coi lá này đi ok rồi tiếp tục quỳnh có nói gì không không nha không còn lao đấy nha không phải đâu okay, nha okay. Không phải lá vàng đúng không ừ. Ê, nó nghe nè, sao tự nhiên... À đúng rồi, bốc lá. Ok, em nha. Chết cha. Ủa, em có cái gì vậy? Em có cái xe chưa? Em có cái xe rồi hả? Có cái đèn, thiếu cái đèn á. Đừng có đèn, đèn. Cho cái đèn đi. Cho đủ bộ. Em bỏ lá này nha. Bộ ba. Bỏ đi để đâu? Hả? Bỏ đi để đâu? Bỏ đây. Bỏ, rồi rút lá. Rồi. Em buồn mọi người quá. Ok, trường đi đi. Nó đi chất quốc vậy đó. Đi hai lần chất quốc. Em làm được rồi. Hai lần chất quốc là một lần đi đây, thân đi đây. Một lần này thì còn suy nghĩ được hả? Cái này chạy thẳng ra đây rồi có làm gì à? Em buồn mọi người quá. Thôi em bỏ là. Ủa nhưng mà mình đâu có được đi tiếp ở đây rồi xong vòng vô lại được không? Được. Được hả? Được. Em nói rồi. Đúng rồi. Tại vì em nhìn không ra. Phải tin em chứ. Ừ, ván sau tin. Em tưởng nó đi ở đây, nó ra tới đây là mình vòng xuống được cái này. Buồn mọi người quá. Rồi nha. Mình không biết vàng ở đâu hết nhưng mà mình cứ đi đại thôi. Không biết nữa. Đó lá xem. Cho mình coi cái này luôn đi. Ok, mình có hết thông tin mà mình không có gì hết. Sai luôn nha. Rồi đó kia phải không? Ừ, ráng. Nói thiệt em nói dối. Ráng bắt tin được không? Mà sao mà thua em đang giúp mọi người không tin em. Em là Saboteur, em đang giúp mọi người hả? Bá là Saboteur, em giúp mọi người. Trời, tự nhiên Saboteur coi chi tới hai cái. Thì coi để mọi đánh lừa mọi người để vô đây em, cho mọi người xây đường hướng này. Em bỏ một lá nha. Ủa, lá này cũng có tác dụng chứ.
phải dùng chặn đường 1, 2, 3 đây này, này. Ủa, không, được, không được, không được, bỏ, bỏ, bỏ. Ông, ra rồi. Em bỏ ra, ra rồi là phải chơi nha. Không có lộ rồi. À, tức là không được show ra. Còn cái lá mà cái trứng chiên là gì anh Vinh? Trứng chiên nữa, trứng chiên. Không có gì. Không có gì hết, đường chặn thôi à. Gì, nó là có trứng chiên chi vậy? Cái lá vô dụng. Thôi gì đâu, đường gì đó, vậy thôi. Giống như trên này nó có mấy cái dấu vẽ khác nữa. Liên quan gì đâu. Rồi tới số 7 đó. Mấy em làm được cái gì mọi người? Em lại gì em nói đi. Thôi em bỏ thèm lá nữa lại. Ok, cho em xin lá cho mọi người. Anh Quỳnh ghê, mình ngồi chỉ. Mình quên đúng không? Tiếp tục. Mai đã. Bên kia đúng không? Về tình Quỳnh đó nha. Về tình Quỳnh đó nha. Đường phố vắng đêm qua. Đồ. Wow. Một là bước ngoặt. Quá gắt. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Mình mới có ba à. Gắt quá, gắt quá. Thì bỏ một lá nha. Một lá. Ok, trường đó. Tiếp tục đi trường. Bỏ em lá đi. Là em nghĩ chị Quỳnh à. Thôi nhìn là thấy biết phá hoại rồi. Em đang giúp mọi người, em đi bài. Mọi người phải tin em. Cho em xin lá. Ok, Vinh vừa mới bỏ một lá ra nha. Vinh bỏ một lá mới. Vậy tới Quỳnh là phải bỏ một lá đúng không? Có thể chơi mấy lá chức năng á. Hoặc là quăng luôn cái đèn gãy qua đây nè. Đèn bể qua đây nè. Đó, cũng quăng trong mình. Ok, bỏ một lá. Rồi bỏ một lá. Mới. Okay. Chúng mình mới gặp nhau. Ai giải giùm coi. Nhưng đừng tạo nghiệp với nhau như thế chứ. Để coi. Đây, mày giải giùm cho chị không? Đây, tặng em cái đèn luôn. À, chúng mình đi tạo nghiệp với nhau rồi. Được nha. Thôi em giải nhẹ một cái đi. Giải một lá đúng không? Vâng. Đây, bốc lá mới nè. Đợi em chỉ đi giải, không làm được cái gì cả. Để được anh đúng không? Ok. Để anh chứng thực coi Quỳnh nói thiệt hay nói dối nha. Chết Quỳnh. Sao Quỳnh rung dữ vậy? Nghe là đây mùi sao? Thì không anh Vinh? Là biết chồng mình sẽ giải gì đâu. Biết gì đâu. Đang kẻ phá hoại không? Biết gì đâu. Mọi người em bảo rồi, em lúc đầu là em không biết thôi. Em nhìn hợp bé này ghê. Okay. Chứ quen cho mình nha. Sao không lá đúng không? Bóc một lá. Trời ơi, ai tìm vàng đầu tiên là người đó được mà. Ngu gì nói. Trời ơi. Ngu cho nó. Trời ơi, thua á, mọi người đầu tiên rồi. Giải Quỳnh nè. Thank you. Thôi đúng rồi. Anh đợi em với. Ok, bóc lá mới kìa. Chết rồi, làm gì bây giờ? Ố, đợi mình đi dặm á. Cho em xin lá đi mọi người ơi. Đây. Giải đúng không? Má, chuẩn bị giải xong rồi xuống tiếp nè. Ok. Tiếp tục xuống đây. 1, 2, 3, 4. Chị ơi, đứng ở dưới cội đá. Chơi được quần á. 4 rồi nha, 4 đường rồi nha. Còn 3 cái nữa mới tới cục vàng. Thôi xuống đi. Kinh á. 1, 2, 3, 4. Ghê ghê. 5 rồi. Rồi em nối 1 cái, nối 1 cái xong. Ông thắng. Rồi. Ok, anh phải nghĩ ông sẽ thắng. Thì anh nói qua đây. Cái thằng này. Thằng ấy. Để được em á, để được em á. Hình như đồng đội em á. Nhưng mà hình như em không có đồng đội. Em nói thật, em là người ấy mà mọi thông tin em buộc. Người ấy. Người ấy là người gì? Ấy coi, thôi em phá đường đúng không? Không, còn cái cút mà. Thì thôi, xin bỏ bài. Như vai trò của trường trong game này. Em buồn lắm mọi người. Tiếp tục xây đường ngang. Chịu ba. Không ai chịu. Đi xuống yên chịu ba. Xuống đường vòng đi. Xuống đường vòng đi. Đúng rồi. Ê, còn có mấy lá hả? Đúng rồi. Xuống đi đại. Xuống đi đại, không là không có vàng luôn á. Hy sinh vì đại nghĩa đi. Đại nghĩa mà không có vàng á. Hy sinh đi. Ok. Ai rồi.
mọi người chơi ích kỷ quá. 4, 5, 6 Đi từ game em ạ. Ok, phá đường rồi. Phá đường. Ủa khoan khoan. Phá đường. Ủa nhưng mà thì đâu có chơi nó xây dựng rồi. Ủa sao không phá cái đường kia mà đi phá đường này? Thì phá đường đó mình vẫn phải xây lại mà. Ừ. Rồi Vinh, nhiều vô. À đúng rồi ha. Chết rồi. Rồi Vinh không có lá đường à. Ồ, em xin một lại nhé, em chưa lại. Chết mẹ thắng rồi đó. Rồi, mọi người xây tiếp đi kìa. Chết rồi, sao tàn. Đó thấy không? Đó thấy đó, chưa. Sống ích kỷ, ha, thua rồi thấy không? Nó phá một cái rồi thua rồi. Chết rồi, đó. Giờ không. Giờ không biết sao luôn á. Thua rồi, chứ gì nữa. Không, không. Ủa, có chưa? Thì mình bỏ một lá thôi. Chưa đó, không có lá thì chơi. Nhưng thất bại rồi. Không, vẫn còn lá trên tay. Chơi okay, hết lá trên tay mới hết bại. Khoan để coi có cái nào rap vô được không. Chết rồi. Chúng mình bệnh não lên. Ủa mà nó có cái kia nó vẫn phá đường được hả? Đúng rồi, không có xây đường được thôi nhưng mà cũng phá đường được. Nhưng cái chức năng cũng xài được mà. Anh đồ. Nổi được không? Nó còn bay lớn nhau. Nó nổi được không mày? Ờ đâu hết bài, hết bài rồi. Ủa hình như không có nói được. Chơi chơi như lá trên tay. Chỗ đó nói được. Ờ không nói được nha. Không nói được. Không nói được, không nói được. Tại vì phải nối chỗ này trước thì trường nó mới nối chứ. Nè 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 trời ơi. Đúng luôn. Ai luôn. Ê mày nói được. Không được. Ai nói nó vô đây, từ từ để suy nghĩ thôi. Cũng được. Không được. Không nào quẹo qua đó được không? Cũng hay. Đi đại đi, đi đại đi. Đỡ phí một lát. Cái đó là xa hơn nữa. Thôi bỏ lại đi. Bỏ luôn đi. Bỏ lại đi. Thôi chỉ phải bỏ ra. Bỏ một lá ra. Đây hai lá này đúng rồi. Mọi người ơi, em không phải là sao có thua đâu. Cho em đi. Cầm một đấu chứ em đang làm gì vậy? Em phải tay, em phải bỏ một cái lá đó mà chỉ có chỗ đấy mới gãy ngứa được tay em thôi. Vậy nãy giờ nó bỏ những lá chắc toàn ngã tư ngã ba không quá. Em đâu biết đâu. Má thôi giờ treo cái xe nữa thôi chứ giờ anh biết làm gì nữa. Cho xe đi. Cho nó bớt cộng gì. Tại em quá à. Không có còn có một nước nữa là hắn là tức quá. Tại em à. Trời. Good game rồi. Ai giải giùm coi. Đây đây đây. Chưa tới lượt chị. Rồi đây giải cho nè. Thank you thank you. Trời trời. Đó bây giờ mới đoàn cơm. Tới phút chót tôi mới đoàn cơm. Rồi đó. Cho nó cái gì nữa đi. Cho 10 cái nữa đi. Cái lá này mắc cười. Chặn luôn cái đường đi. Vô đây đi. Không nhìn thấy cái đường đó đâu. Vô đi cho nhìn cái. Thôi khoan hình như. Thôi không được. Chị thầy thôi. Bài. Ok. Em làm được cái gì vậy? Nó muốn làm cái gì vậy? Thôi. Em đi ngó bản đồ. Em chắc chắn. Cho coi luôn cho tức. Này đá nha mọi người. Chắc chắn đá luôn á. Rồi chắc chắn xả luôn. Dinh. Có gì không? Trên lớp phải có gì hết hả? Không có. Vậy thua rồi còn gì nữa em không có luôn. Coi cho vui. Này vàng nha mọi người. Này tự giết em. Không có xây đó được, tại cái đường kia chưa xây. Vậy giờ sao? Nói đại tầm 7 tầm 7 thôi chứ giờ sao? Đó, rồi xong rồi, thúi hẻo luôn. Có ai đi vòng đi cho về lại đường nè. Một cú quá ghét. Nó chơi một cái nó phá một cái mọi người tattoo hết rồi thấy không? Không có ai móc xuống đó luôn hả? Thôi vậy thôi thua rồi. Thôi thua rồi. Chơi tiếp đi chứ. Biết rồi mọi người chơi sao. Chơi tiếp đi cho khi nào hết rồi chứ. Không móc gì nữa đâu. Em phá đường. Sao vô chơi high five. Phá đây mà không sao đâu. Được em á. Em phải nhìn lại một lần cho nó chắc chắn rồi. Hỏi sao. Em bảo như là đá mà mọi người cứ không tin em. Nhìn hai lần quá. Ok, bỏ lá nữa. Giờ quay được quen. Có gì nữa đâu đi. À, sao thầy giáo mới đi vậy? Gì giống cha tấn quá. Không được luôn, tại nói rồi đừng được. Không được luôn. Cái đi vậy thôi. Đi. Em phá lá đó nha. Cái gì còn cái gì đâu.
Em là em tính dạy anh đẹp rồi nhưng mà điều anh không bị thì em sẽ dạy bản thân. Ok, đã vui rồi, bỏ. Để còn gì nữa đâu, bỏ luôn. Ok, còn đẹp. Cái gì vậy cha nội? Bỏ. Bỏ lên. Trừ rồi, chứ nó ôm ba cục vàng em, rồi em không bỏ luôn. Ờ, nói cho mọi người ơi. Trời. Nói gì mà anh nói được không? Con khỉ chứ chứ nói. Nói được đang hãy nói là không. Ờ hai ông đâu có được, em vẫn bị chặn. Ờ thì em phải bỏ lá đi, mấy người chơi không chơi phải bỏ lá vậy hả? Anh bỏ lá, bỏ lá hết rồi, làm phải bỏ lá đấy luôn. Nhưng mà em muốn chơi thì chơi gì chơi đi. Hình như anh Vinh cố tình giấu nãy giờ. Ờ đúng rồi, để hy thích ba cục. Thôi. Nếu mà cái bên kia thắng thì bên kia thắng là ba bàn nữa. Dạ, ý em là bỏ, em lật lộn mà. Bên kia thắng là ba bàn lắm rồi. Ok. Rồi, yeah. Điếu quá à. Mẹ luôn. Lòng vậy. Chị mất nó. Phản bội đồng đội. Kinh à. Không mà thật ra chị cũng không có lá để nói vô. Em đó phải game chứ, phải chơi vậy mới lấy được ba vàng hả mọi bạn không? Lấy... Ủa vậy là anh Đạt còn có một cục à? Còn kia là có ba người có mang đó lật mặt lên, đó. Em nói rồi em đâu phải sao với thua ở lộn. Thôi em chia ba lá. Ta ta ta. Show lên em xuống. Ok em chia ba lá nha mọi người. Chết ba rồi, lá này đẹp lắm mọi người ơi. Ủa? Lật. Đẹp lắm. Ủa? Được lửa không? Đẹp lắm. Lửa 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 lửa. Đẹp lửa hả? Lửa đi. Lửa lửa. Đẹp ghê. Ủa? Mình vẫn là đào vàng nha mọi người. Nhìn nè. Ôi! Lại đào vàng nữa rồi. Mình vẫn là đào vàng nữa rồi. Lại đào vàng nữa rồi, ngại quá. Ủa nhé, đợt này à cũng... Thôi, em đợt này đi học. Ok, không? Em nhờ những em đi trước nha. Ờ, lại nữa hả? Thôi, đến được... Yeah, ok. Đi trước đi. Em đi trước nha. Nó có cái luật cho đi trước luôn á. Nó có luật cho đi trước. Nhưng mà thôi, cho bên này. Nên là cái đội đó thích lẹm nhất. What? Không, nhưng mà em hứa. Em hứa em không phải đào vàng. Em không phải... Hello. Em hứa không phải sao mà chưa, em hứa. Em hứa, em hứa không phải đào vàng. Okay. Em hứa rồi đó nha. Trời ơi, tan đời cô lũ rồi. Tan đời cô lũ rồi. Ồ, cho em lá nè. Quên đặt đi quên. Thôi quẹo qua phải luôn đi. Quẹo luôn, quẹo trái quẹo phải luôn đi. Đừng lo. Hoặc là có lá chặn, chặn trước luôn đi. Chặn luôn chứ, nó không phá hoại nữa. Chứ không lại chặn cái gì đâu nữa, mệt lắm. Không, tại em tin là đấy không phải, cho nên em muốn mọi người đi hướng này. Ok. Đọc tin em vẫn mạnh thế. Strategy của em mọi người ơi. Rồi, từ em mới kìa em chặn nữa đi. Thôi không, để em giúp mọi người này. Em nhìn phát này. Em chắc chắn này không phải, cho nên... Phải đâu. Phải đâu, phải đâu luôn. Đấy, hai một hai bên đây nha. Đây, mình quay xuống nha mấy bạn. Bây giờ mình đi xuống chứ. Ồ, em chưa lấy lá nữa, em xin lá luôn. Như lá này của em. Không sao, không sao, ok. Trời này nó không tích lắm. Quỳnh. Đây là Quỳnh nha. I want the house. Quỳnh có muốn đi ngang luôn không? Đi ngang được phải không? Được. Ừ, vậy đâu còn lựa chọn nào nữa. Ủa là... Đi ngang được phải không? Đi ngang rồi. Cái lá nó nằm ngay đây mà. Chị đi ngang qua đây chứ. Đi đâu vậy? Chặn bả. Đi đâu vậy? Không. Ủa không biết. Nãy em y hệt bả luôn đó. Đây là sao thật. Tụi mình nói giỡn thôi. Chơi thiệt luôn. Chiếc đầu kia. Sorry mọi người. Chị còn này đó. Sorry mọi người. Rồi rốt cuộc là ai là sao bỏ thua vậy? Ai là bỏ hoài vậy? Đi một đường thẳng vào lòng đất. Man. Không, chút nữa sẽ... Giỡn giỡn làm thiệt luôn em. Mình gấp cua lại. Chút nữa sẽ tạ lỗi với mọi người. Gấp đường cua ngay đây. Thôi, Đạt đi xuống đi Đạt. Xuống đường giữa này Đạt. Để coi không.
sao không xuống được ta? Để có đi theo kia ngàn nữa chắc nhiều đi. Đi vô cái thành bàn. Không, phải hoành xuống đúng không? Phải một cái là hoành xuống. Ừ. Nè. Đó. Đồ. Rồi cũng hoành xuống được. Phải hoành xuống chứ. Hai. Hoành xuống xa quá. Cái này sao phải hoành vô cả này. Không, đi thẳng xuống đây luôn, quẹo vô đây cũng được. Ok, hả? À. Em nghi là chị. Chị ở nhà chị chơi với mọi người nghĩ là em mà. Trời, em bảo thôi. Không phải. Mọi người nghĩ là em mới lá đầu tiên chơi cái này ai chơi. Trời ơi, đau lòng thiệt chứ. Cầm tấm vé trên tay. Nhưng em không phải là sao mà chua. Một mấy lá này không sao chơi. Cho mình cởi này đi. Ồ, cái này đúng không? Đây. Rút kinh nghiệm bị Vinh lừa cho nên là dạ, em nói đúng rồi, em nói khúc gần rồi. Cái thằng nào có lá bài coi mà không cho. Em nghĩ là nói rồi. Ủa cái này đi sao trời? Xè ra mọi người chỉ cho đi. Rồi, bỏ. Còn lá đúng không? Ok, cái được trường đó. Dạ. Chứng cho mọi người tin em coi. Làm gì cho mọi người tin em mới coi. Anh chờ em xíu, em bẻ khúc cùa cái hả? Xong bẻ đây luôn đi, tự nhiên bẻ đây chứ vậy. Ủa? Ủa, vậy cũng được. Vậy đi, vậy cho nó có option hơn, xuống đây dễ hơn. Thôi, mình bỏ một lá đi. Nhà chị một nửa bên kia cho bên kia. Chào bên cái này. Hay quá. Ủa? Trời ơi, tôi có làm gì đâu. Sao mọi người bẻ nhau dữ vậy? Chạy nhau rồi, chết đi, chết giờ đó. Không biết ai là ai luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cứ cắm đầu xe đường thôi. Có để chặn sao không sai. Em chả biết đó. Thôi đừng chặn nữa nha. Em vẫn nghi chị Quẩn. Chị vẫn nghi em. Em xin cả. Nghi chuồng đâu mà tự nhiên chặn Vinh chi vậy? Hãy cho. Giờ Vinh giải cho Quỳnh, Quỳnh giải cho Vinh được không? Thôi đi chặn nhau đã rồi giải. Thì giải lá thôi, giờ đâu có giải được hai lá đâu. Ừ, Vinh giải cho Quỳnh đi. Nhớ giải cho Vinh nha. Ừ. Đi luôn. Không, để Quỳnh tự giải cho Quỳnh trước. Wow. Có một sự, đây là một sự lớn à. Sự đặc mặt quá vui. Để Quỳnh tự giải cho anh Vinh có là bánh tráng không? Là bao nhiêu quá, bao nhiêu quá. Có quê là lạc cái Minh không mà sao được mặt kia. Bánh tráng nướng. Sai bữa tua. Bỏ một lá. Cho em rút một lá mới. Trời ơi, tin người. Mọi người đừng lo với em đúng không? Sau chị sống rồi. Như vậy là không có được. Đó, thấy chưa? Cho em lá. Kỳ quá à. Ủa, nãy vừa đi vườn gì vậy? Không, đã đi mà. Được đâu đâu. Lần này chạy hoài. Lần này bực không á? Ủa? Chạy nó đổi cho hoài. Em không có làm gì anh mà. Rồi đi trước mới rút. Em luôn đi. Đã của mình em xây đường rồi tôi đó dạy giùm anh coi anh giúp cho xây nè. Không đây cứ bỏ bài gì sao thắng. Vậy hả? Trời. Ông em là Vinh hồi nãy đã cháo chở rồi em mới dạy cho chị chứ. Rồi mà anh dạy bên đây luôn, team bên đây anh dạy bên đây bên hồi đây tin lại. Ừ tin lại không biết nữa. Không biết sao nhưng mà em khá là đời. Để em suy nghĩ coi dạy ai tha. Tại em anh ơi, em chắc chắn không phải là Saberzua. Mystery. Rồi, dạ anh Vinh đi. Đúng rồi. Ừ. Rồi. Rồi, ghét tí em chặn anh luôn. Ừ, chứ không giờ. Rồi đó. Nhưng mà giờ chưa ghét, giờ vẫn thích. Ở tụi em nói chuyện. Em làm được gì mà. Xì đa quá. Xì đường đi mọi người ơi. Bỏ lại được đâu. Cho em lại. Ok, xây chân bảo thông tin nè. Xây bảo thông tin nè, đi xuống ra. Đừng có chặn tôi nữa nha. Quỳnh xây đi, Quỳnh xây được. Ừ, có xây được đâu. Thôi vậy đi coi. Bởi hồi nãy phải gây lòng tin với người khác. Tí. Trời coi nữa ha, chứng tỏ lá này và lá vàng rồi, lá đá rồi. Ủa à, em có thấy không vậy? À, không, không thấy. Sao mặt gian vậy? Ờ, thiệt luôn. Ừ, tôi đang nhìn. Em nhìn vô mắt chị thì em thấy reflection. Ừ. Này hả? À. Được đúng không?
Đâu, phải chẻ ra hai bên. Đâu, phải chẻ. Em không làm được gì cả. Cho em đi chặn dây quần. Chặn nữa hả? Vâng. Thằng quỷ sứ. Trời đất. Chặn nát đi em luôn, sao nó bốc nhiều lá chặn vậy ta? Ừ, sao thằng quỷ đó có nhiều lá chặn quá vậy? Được Vinh đúng không? Mọi người hãy tin em đi, mọi người dạy em đi. Trời ơi, Vinh bốc. Ok, dạy cho nè. Dạy bốc rồi. Buồn á. Thank you. Rồi giờ vẫn nghe thang kiều kìa. Chạy thì đã để dạ. Tôi giải lên mặt. À, thì giấy mình đi quên. Không có lá để giải luôn. Bỏ lá. Thằng Vinh trả lời là lá vàng thiệt quá. Sao sao? Em có thấy gì không? Đúng rồi. Kỳ lắm. Kỳ lắm. Muốn giữ bí mật cho riêng mình. Hai giải ai không làm được gì. Bộ 2, 3, 4 rồi nha, 3 lá nữa. Em vứt lá này đi, cho em xin một lá. Rồi, tiếp tục đi xuống nào. Thôi tăng đại bỏ đi. Bỏ một lá. Tăng đại đi. Đừng như vậy, kỳ lắm. Đại kia. Này. Làm việc vì chính nghĩa coi. Cái gì vậy? Đi xuống đường đó luôn, hai đường luôn. Ờ, à, ok. Coi chừng hết đường nữa nha. Đi nữa hết đường đi á. Ồ, tới em hả? À. Lại bỏ một lá. Em đâu làm được gì đâu, em đi bỏ thôi. Hoặc là phá đường đi. Em có phải là saboteur đâu, em đi phá. Phải không ta? Khi chặn lộn cái chui lắm. Nãy giờ em chặn đúng một người saboteur thôi. Thiệt luôn. Nãy giờ em đâu block ai ngoài chị Quỳnh đâu. Tự giải. Mọi người giúp em ra. Ủa khoan, sắp hết bài kìa mọi người. Thì đó, bới, đi xuống đi. Mọi người giúp em đi mọi người. Chết bây giờ. Thôi Đạt lấy đi, Đạt lấy là Đạt lấy được lá đầu tiên thôi, anh lấy được lá thứ nhì cũng được. Chị em không vui mày. Em phải ủng hộ chị để chị lấy lá đầu tiên rồi em lấy lá thứ nhì. Vấn đề là Đạt. Tại sao em không lấy? Hả? Sao em được lấy? Nếu mà đi hướng này bằng tới em trước chứ. Nhưng mà em đâu phải phải đa bàn đâu. Sao không? Có không? Em nói thiệt. Lá đầu tiên tôi thấy nghi nghi rồi. Tại em nghĩ ở đây không phải là vậy. Em chờ lấy giờ chặn người. Chặn đâu đó. Chắc chắn luôn, chắc chắn sao mà chùa. Em bảo đảm. Em chắc chắn. Thiếu lật lên thì em bảo đảm mọi người luôn. Em không có lá đi. Em biết quá. Vậy thì biết sao? Dòng xuống đi. Dòng đây xuống. Dòng xuống hả? Thôi đi, đi thẳng đi, có đi thẳng không? Không, có lá thẳng. Dòng chừng nào mới tới? Đi thẳng đi. Không, lá thẳng em đi dễ kiếm cái giọng rồi. Em bị cong mọi người ơi. Đường này không phải đi ngược cái đường này. Đây nè, video có 30 phút nữa. Dạ. Ông chồng ngồi suy nghĩ nửa tiếng. Ok. Bỏ. Rồi, có bỏ bài thôi, mới suy nghĩ kìa. Cái ghê. Em nghĩ là em cũng bỏ luôn. Bỏ hoài nha. Không còn làm được gì đâu. Em bảo rồi mọi người không dạy cho em là em chịu thôi. Mọi người cứ chặn nhau riết theo. Thôi để mình coi anh bài đi. Mệt quá, mình không có tìm mọi người. Cái lá này có vẻ nguy hiểm. Cái lá rồi phải không Vinh? Wow, một cục đá to thì bá luôn. Đá đó. Nói thiệt, cái này phải nói thiệt. Không tin cứ coi. Đá đó. Trời, đứa nào nói go vậy? Con đạn nói go. Có đứa nào nói go à? Thôi em không có coi. Đoán rồi. Phí con đường của tôi. Trời, thiệt luôn. Đau lòng. Là cái ông go nằm bên đây chứ là không phim. Không, nhưng mà go bên đó chị coi, chị này coi nữa chị. Cũng đúng. Có thầy go để giữa tại nhưng mà nếu mà thầy đã nói lúc đầu thầy đã nói là cái này không phải go nhưng mà không ai coi hết không cái đó giữa nhưng mà chị như cái chị là phá hoại sao chị đâu nói chi lấy mọi người đi qua bên đây thì tiếp tục phá bên đây thôi chứ có còn lát coi em coi đi không có lát coi chết không biết rồi không nếu này là sabotage đó nếu mà trường là sabotage thì có thể là cái này là go nè thầy lúc đầu trường vừa coi xong trường nói không phải go thì không phải go thật mà cái này là không phải go rồi đó. Trời ơi, tôi coi cái này tôi không phải gô, cái này không phải gô, mày nó không phải gô, tôi tin ai. Em nghĩ là tên này em đừng tin mà. Tin Đạt đó, Đạt như vậy là con gái của mình. Cái lá phải nó rẻ vậy không? Mày là quay cái là sao? Nói giờ rẻ vậy hả đi? Anh rẽ ra đây, mình bằng cái này cũng được. Hay quá. Trời ơi, lẹ đi Đạt. Mình về mình lấy đá đi anh. Đây được ông ta nè. Ủa rồi. Cái này không được.
Thôi bỏ bài. Xả bài hả? Xả bài chứ giờ sao? Thiệt luôn. Em đi đi em. Không biết làm gì luôn. Vậy lấy gì? Lá đá. Em làm lá giữa Vinh. Lật mặt mọi người. Tình lá giữa đi. Em phá là giờ vui thôi. Đó thấy chưa? Nhưng mà phá lá không có gì mà. Cái này khó đoán quá lại. Ai vậy? Hay mình giải nó thử đi em Vinh. Giải nó đi. Rồi xây cái đường chặn cái xong cái ngồi nhìn luôn. Chứ nếu mà nó phá đại cái đường chặn rồi. Nhưng mà có lá giải đâu, giải nó. Có gì? Ai có giải nào của nó không? Không, không có cái nào giải luôn á. Có thể tặng nó thêm một cái xe đường giải. Cho mình đụng ở đâu nghe. Trở thành tàn tật luôn. Đây là được. Giữa đúng không? Tất nhiên là lá bên đó là không phải rồi, chắc chắn rồi đó, 100% luôn. Ồ. Hai quá. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. Giờ mình phải đi ngang qua đó hả? Bởi vì có đi giữa đi được 3 lá thẳng nó ngon rồi. Nghe chứ quên. Đi giữa đi. Có. Nhiều khi trong game 4 cái người gom mà được 4 tầng đồng bạc luôn, 4 tầng đi phá hoại lẫn nhau. Mất lòng tin tưởng. Mất tinh thần đồng đội. Trần lại đi. Đi thẳng đi cho mọi người tin mình cái. Sao mà thua không có. Ê giờ mình đi quẹo đây thôi mọi người. Ôi rồi. Nghi lắm. Mới là quẹo hết kìa. Bây giờ quẹo đây đi. Chứ đâu có gì đâu mà đi. Ok. Ủa sao chị không vọng lên? Hay nè. Vọng lên chị. Vọng lên. Nè anh Vinh. Làm đi chứ. Hai. Được. Hai. Là một lá hai lá nữa. Ủa cái này là thông hai bên luôn đó hả? Được không? Được, nhưng mà vấn đề bây giờ là đứa nào sẽ tới đâu đầu tiên đây. Há thắng là vui rồi. Giờ thắng là vui rồi. Giờ sợ thua nè. Bên này không có đường xây đúng không? Tôi chặn luôn đi, khỏi xây đường đi. Ủa gì kỳ vậy? Thì không có đường xây mà, lấy xây đường này mà. Vậy hả? Đúng không? Hai đứa mình thôi. Nhưng mà đi. Còn phần em đâu nữa mọi người. Ủa khoan, cái lá này không phải gô hả? Lá này không phải gô chắc cái đó, lá này không biết á. Thôi em đừng tin, nhiều khi bên đó là gô đó. Lá, không, lá này chắc chắn không phải gô. Hồi nãy lúc đầu em nói không phải gô mà. Sao? Tùy nó. Không, một trong hai người này đó. Khoan, chứ bà nó không phải gom mà giờ nó thấy gom. Ừ. Vậy là sao? Là anh không biết luôn. Thôi đi em đi thẳng xuống đi. Nói chung là mình cứ đi này đi, nếu mà cái này nó ấy thì nó quay ngược qua đây. Còn cái này là lá gì? Lá gồ. Cái lá gồ đúng không? Không, thực ra lá mình reverse psychology đó. Lá nào mới là lá gồ? Lá này không phải lá gồ. Lá này không phải lá gồ. Lá này hả? Không, lá đó không phải luôn, lá này. Lá này là gồ. Ủa? Sao không đi đây? Thì that's why mới đi rẻ rẽ xuống này. Đây nè. Đây nè. Đi rẽ xuống nè. Lẹ. Vậy cũng không đường nào. Đường này. Đi đại đi, đi đại xuống đi ra tính. Cứ phía gò cái lá giữa là lá gì ra tính. Thôi không đi, bỏ bài. Rối quá, không biết. Giờ hay lúc đầu nó không phải là go. Sao bây giờ nó nói là go? Giờ hết bài là coi như thua á. Sao người phá hoại lấy được 3 vàng á. Ừ. Thôi em phá lá này đi. Em làm được nữa đâu. Cái nãy giờ nó bóc vô những phá lá mà phá. Thôi mình giúp cho đồng đội thắng này. Mệt quá. Mình cũng muốn lấy vàng nhưng mất công mọi người. Kỳ quá. Anh tới anh ơi. Đi đâu mà đi. Ủa gì mà sao thiệt á hả? Đi gì mà đi. Trời ơi dạ. Ok thôi cảm ơn mọi người. Vô. Vô. Quả sẽ là gì? Ủa giờ sao hẹn mà nó sao chứ vậy? Vậy im cho rồi. Trời đất. Dở quá, đáng lẽ hồi nãy đó, lúc này là chặn luôn rồi. Nhưng mà tại vì không nghĩ bên còn cái này. Cái chóp mới chặn. Ok lấy bạn. Ok lấy vàng nha. từ trường, em từ hay trường? Trường thì nó hút cái này em tưởng nó sao bao to liền. Em chơi nghe em cảm ơn lắc một xíu thôi. Đó, rồi nữa đi, cho anh lại. Rồi. Rồi nó cười, rồi nó chửi thề rồi. Đó, thấy không mọi người, đó. Hai tên là chia rồi. Đây nè. Ok. Rồi, cho em xin lá với. Đây, đừng lấy nó này nha. À, cho em chọn á. Rồi nghĩ là ba cục nữa thôi có không? Thôi đấy. Đó. Wow, đẹp. Đẹp.
Ok mọi người thì sau hai bán rồi thì mình hiện tại có hai lá vàng thôi. Vinh có hai lá vàng nè. Không biết hai lá gì nha. Đạt hiện tại có hai lá vàng, Quỳnh có một lá thôi và Trường có một lá thôi nha. Saboteur chưa thắng máy nào cả, Go Miner thắng hết luôn. Nhưng mà toàn đâm chém giết nhau mà. Đồng đội gì kỳ quá. Ok mọi người sau lá nha. Ok. Ok, để chỗ Vinh đúng không? Ok. Lá nhân vật này. Ok. Ván đầu là Trường sốc nhân vật rồi. Còn ván như là Quỳnh rồi, đến được Đạt đó. Hình như đứa nào sốc là đứa đó thành sắp có thua thì phải. Đạt sắp bộ rồi. Không có. Ván đầu Trường nó sắp bộ nó làm sắp có thua. Bờ vô là chặt ống luôn. À mọi người coi đi. Ok. Bây giờ mình quyết định ở bên ấy để Trường vào luôn giữa được Vinh đúng không? Ôi sao kỳ vậy, tưởng ai thua được đi trước chứ. Không, nãy tại Đạt đi trước rồi. Xong rồi đến Trường đi nhỉ. Để được Vinh nha, ok. Xuống đi cho kêu động tin với mọi người. Hoặc nhảy. Wow. Đó, vậy là đổ tâm. Thẳng luôn. Xem coi lá giữa. Ủa ba nghe mình dần này mới được vô lá mát hả? Thôi. Hình như ban trước nó không coi mà nó bỏ hết trơn. Có rồi, nó không coi luôn. Mới được mát á. Đi như người mù. Đi lần lần mù mù. Mọi người đi sang em đi dậy. Ok. Trust but verify. Ủa anh có nói gì đâu mà verify. Anh chưa có nói gì mà. Là gì em? Cục đá mà. Ờ, bé hả? Đi được không? Đi được không? Cục vàng á. Cục vàng hả? Tạm vàng rồi. Không, nói thật. Em cục vàng thiệt. Nên tin. Nên tin nè. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Cái gì vậy? Vinh rồi đó. Không, không. Cái gì vậy? Cục vàng thằng đứa. Cục vàng thiệt. Cục thiệt. Không, nhìn cái mặt đen đó mà đen tin. Không, em nói thật cục vàng. Em nói như vậy để xem anh nói gì hiểu không? Mình coi cái phản ứng của người ta. Make sure that verify. Bên này bé lái còn ghét luôn á. Trời ơi, thằng nói vàng, thằng nói đá, Vinh là sao cô to. Ghê. Trời đất. Mình phải làm như vậy để xem một đội mình như thế nào. Không. Em tin anh đẹp mọi người ơi. Nhưng mà công ty chỉ buồn lắm. Nói chung là hai đứa này nó có cái gì đó nghi vấn rồi đó. Ờ. Đó, ủa vẫn xuống mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ok mọi người. Xuống như vậy nó không có hạp lắm nha. Tiếp tục xuống nha. Bàn đúng không? Đúng rồi. Ok. Thẳng tiến lương anh em. Tới luôn. Đúng rồi, rồi là nghi vậy đó, Vinh đó. What? Hoặc có thể làm minor hả? Ủa khoan, nếu mà mày quăng vậy mình không có lá nào mình chốt chốt cái lá cuối đâu ta. Chết mẹ rồi. Là sao? Em chết hết đường rồi, em có lá kế lá cuối. Nên em phải giữ lá này chứ. Em hết mình rồi. Đổi em giữ lá này chứ. Đã kêu vàng này kêu đá đúng không? Em nói vàng luôn. Tại vì em muốn lật mặt anh xem anh nói phản ứng như nào. Nhưng mà anh phản ứng đúng. Cho nên em mày hát não quá. Hát não thiệt luôn á. Mình vì mọi người khác mình như mọi. Thôi chơi cái lá được. Tại sao? Đau quá à. Ông á, mọi người giải em. Quá à. Ờ, sao nghi Vinh quá à. Mọi người giải em. Vinh. Mọi người giải em. Thằng nói đá, thằng nói đường mà. Đúng nhờ. Không nghi Vinh lắm. Cái lá gì vậy? Cái này là búa. Hả? Bùa. À, dạ em nè. Dạ em cảm ơn. Trời, trong game qua sao vậy thôi à? Thôi em vứt lá này chứ đi đâu đi được. Dạ. Cho em xin một lá mọi người. Trời ơi, cái xe nó hả? Bỏ làm sao đây mọi người ơi. Sao mọi người không xây tiếp đi, xây được đường mà cứ bỏ bà như vậy. Bỏ bà này. Trời đất. Tôi chặn tôi đã rồi, xong rồi vậy đó. Xây đi mọi người. Thì em hy sinh cái lá ngon lành nha. Thì câu à. Chặn tôi xong cái bỏ bài không không chơi nữa. Em không còn lá nào nhưng mà em sẽ xây nốt tiếp cái này của anh cho nó. Ui kỳ vậy cha nội. Nó đã bán cái này là vàng rồi mà tự nhiên đi đâu xây vậy. Không còn lá một em bỏ hay là em để cho nó đẹp không? Để vậy thì để đây đi. Tự nhiên tại sao mày để đây? Để đây chi? Để đi đâu đi được đâu. Để đây không được mà, để em được mà. Một là em vứt lá đó, hai là em xây. Đúng không? Đúng rồi. Ok. Next xem.
Để Vinh chìa yeah. Nó làm cho đi xa hơn nữa. Đâu có xa đâu, cái đường này vẫn vậy mà. Nhưng mà hôm giờ mình chưa bị cục sao. Nói chung là mình không có xây được đường, mấy bạn nào giải cho mình coi. Tự nhiên nó làm mình phải đi xuống nữa. Đúng rồi. Chứ nếu mà không chịu. Có lẽ là đường giữa này quẹo xuống rồi. Đó bởi vậy nó xong rồi đó. Mọi người không tin. Cái quăng như đây. Cái lá hết tàu lá. Sorry mọi người. What this? Em chưa nghe tới trường hợp đó. What this? Ủa tới đạt kìa. Em hả? Ok, em bỏ làm áp nữa nha. Trời ơi, con biết rồi, con coi. Không, em bỏ đi mà. Vậy là chắc chắn nhưng là biết phải làm áp hay không đâu. Như là biết phải làm áp hay không đâu, úp xuống mà. Thì nói như vậy thôi. Ghi lắm, đạt nói không tin được đâu. Em thì không tin anh thôi. Ừ. Ông này chắc chắn luôn á. Rồi đi xong rồi đó mình đi đi. Thế nhưng mình lừa mấy bạn này hai bán rồi. Mình là cô mai rồi hai bán luôn. Mấy bạn thì tưởng gì vậy? Em không mình chỉ muốn lấy bạn đầu tiên thôi, mấy bạn đừng có yên ngồi thiệt quá. Đó, vậy dùm đường coi. Đuổi về lại. Không sao xây đường hết trời. Thiệt luôn. Tự nhiên là mình phải mất mấy con cho chứ. Cái yêu thương cực gắt. Vinh đang bị gì vậy? Vinh đang giải anh Vinh không? Đừng, đừng đi em đi. Đừng, để chứng minh trong sạch đi rồi. Đừng. Không nên giải anh Vinh đúng không? Không. Trời. Chứng minh là giải anh Vinh. Em giải thêm lát nữa. Đúng rồi, em biết sao. Em biết tại sao không? Tại Vinh cũng bằng điểm với em rồi đúng không? Bây giờ cho lại gì cũng chuyện đi. Trời. Nhưng mà chưa thắng mà. Còn mấy lá là nữa. Không chuyện đạt đi có cơ hội nhiều hơn. Còn 3 lá nữa đó. Ok. Rồi xong Nguyên đang. Chứ em xin lại. Chứ không đâu thắng đường đạt đâu. Xây đường đi anh Vinh. Đâu thắng được Vinh mà đâu thắng được đạt đâu. Xây đường đâu à? Đạt 2 cọc đi xây đường gì nữa. Hãy làm gì để chứng tỏ em cũng em mới vứt, tìm em mới vứt, em mới vứt. Tại không có được mà người tin thân nhảy ra rồi. Chưa contribute gì giống cái đường đó. Đó, nó cái tàu lao nè, nó contribute tàu lao nè. Tôi xây mấy cái đường thẳng hướng rồi đó. Mấy cái đường thẳng mà. Anh xây cái đường thẳng đầu tiên luôn á. Em xây cái thứ hai. Để dạy anh vậy. Chị xây cái thứ hai nha. Em xây cái tư. Thôi đi. Em chứ là người quay đầu vô đây luôn. Chứ là của em nè. Nhưng mà tại em hết được. Giả dạ một cái nha. Thôi giả anh Vinh vậy. Hay đó. Thôi từ 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 đi để Vinh. Hai đứa mình phải thắng. Phải thắng. Ôi, hai đứa mình phải thắng. Giờ sao? Ê, giả anh Vinh nè. Đúng rồi. Chúng sao sao lại bạn giả anh Vinh? Sao lại bạn? Trời ơi, trường chơi nghi ngờ quá mà. Bỏ đi. Dạ giết gì giờ này. Anh chặn em cho vui nè. Ơi, không xây được đường. Xây cái gì vậy? Mọi người muốn thắng không vậy? Xây đường với mấy người. Không có xây xoay. Xây được đâu. Đây nè. Đó, đi hay quá. Giải giùm coi. Trừ giải giùm anh coi. Em đâu có giải anh. Chặn đèn đi kìa, đèn nó hai lá rồi đó. Ủa gì vậy? Người ta xây đường lấy gì hơn. Nhưng mà nó hai lá rồi, nó lấy thêm lá nữa, thắng rồi. Không sao, ok. Bán cuối rồi mới bán. Ủa sao tôi bán cái gì đây, không phải. Nó cho mấy em có đường mà nó đường cụt không à. Quên. Cảm ơn. Không có cái gì hết. Chị chỉ cần lấy được con ba là chị thắng thì ngon. Được không? Xây vậy được không? Được. Không, không, không được, không bị chặn rồi. Cái đường trên, cái đường trên đó. Vậy thôi xây đây đi, tại vì cũng đâu có gì rồi. Còn mấy em đường ngoài. Nói em. Xây này nha. Xuống nha. Đó, đúng rồi. Hay đó. Ồ, cái này thì em xây được nè. Ồ, không được luôn. Xây sao ta? Cái đường nó dài thiệt, em thấy không? Chỉ em đi một cái lá này mà mọi người phải mất 3 lá thôi. Em thấy cái tai hại của em không? Rồi còn phải thêm một lá dòng qua đây nữa. Vấn đề là mọi người không chặn nó thì dặn Vinh. Vấn đề là ở đây nè. Bao nhiêu lá Vinh có thể giúp được mà không giúp được kia. Đó là chưa? Ồ, cái này thôi em nổi cái này đây nha. Được không? Đi về chó đẹp. Đó, nó đi cứ đi cho đẹp thôi à. Nó nói ở đây nữa. Không đi xuống, nó nói xuống nhưng mà đi cho đẹp thôi thì sao thì sao. Ok. Trang thiệt. Chứ giờ không em đi để là nó còn chặn đường nữa. Không có chứ. Ơi. Trời ơi, mọi người phải tin em. Tin em. Quên. Làm phép màu đi em. Phép màu bên đây nè. Sử dụng cái xe coi.
có nên chặn kia không? Đúng rồi, chặn nó đi, cái gì nữa? Chặn em trong đội chị hả? Chặn nó trong đội, chứ đâu đội đâu. Chặn gì là có phá đâu. Ok, không, cái này em đi xa, em nhìn ra. Phá 2, phá game còn tin được đúng không? Phá 3, phá game kìa. Thế có phá game đâu, này nó phá game đâu. Trời ơi, đi không gặp. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cái đường chính hết á. Ờ, chị nhưng mà tốn lắm bài. Chắc Vinh á. Em là tính giúp mọi người để ra cái này mà ai ngờ đi hơi sai xíu. Vinh chứ không có thắng rồi. Sao không thắng được? Vinh không thắng rồi bây giờ. Tình hình đây cơ nè, chào mọi người thắng nè nha. Lát cuối cùng á. Hết đồ. Vậy là mấy rồi, 6 lá rồi đó. 5, 6, 6 lá rồi đó, còn lá nữa. Em đâu có lá đâu. Có lá này rồi. Ờ, vậy thắng rồi. Ờ, thắng rồi. Đúng vào. Xe bước tour với chúng tôi. Trời ơi, mọi người để anh Đạt nó thắng vậy. Chưa. Lộ. Trời ơi, em đâu có thắng đâu, mình đã thắng mà. Đâu, nhưng mà trường có 2 lá à. Em có tới 3 lá lận. Trời, em có 2 lá hả? À. Nhưng mà ván này mỗi người sẽ được lấy 1 lá. 2 1 rồi. Thêm xuống. Thêm xuống em. Đó. Đứt lắm. Bên xuống rồi đó. Ồ. Sâu sâu vô camera kìa. Này, này ơi, này khả năng hòa á. Vậy hả? Vậy là có 2 lá giống nhau rồi. Sao. Không có khi nào Đạt thắng. Khả năng 2-1-1 rồi. Thêm xui thôi. 2-1-1. Chum 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 chum. Đây 3-2-2. Đạt thắng rồi. Ủa này, ủa 2 lưu hả? Ủa 4 à, ủa về quê đó. Quê hả? Hả? Ừ. 4-4. Rồi 4. Thank you mọi người đã coi video của channel WeWolf ha. Một cái gameplay rất là vui. Thì cảm nghĩ của mấy bạn về cái game này như thế nào? Em thấy em chơi hơi bị hack nào. Em nói thật là mọi người không tin, em buồn quá. Và này nói thiệt mà toàn đi chặn mấy cái đường độc đáo mà khó tin ghê luôn. Không, em làm bị khán giả. cái vòng cuối mấy bạn nghĩ sao Vinh là sao mà thua được hay vậy? Tại vì nhìn mặt anh thấy rồi. Không, tại vì lúc mà Đạt lúc mà Trường lật lại nói cái này là vàng á, tại lúc đó thì tin Trường thì chỉ còn Vinh thôi. À, nhưng mà này lúc đầu không, em làm thật sự để em coi phản ứng xem anh kia anh nói như nào. Xong rồi em nói lại liền là vàng á, thì chị, nếu mà em giả thì em đã cố cãi rồi, nhưng mà em nói lại vàng liền. Yeah. Nên là chị nghĩ Vinh. Sao anh có lật mặt mà anh có lật không lật được. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video vừa qua ha. Nếu các bạn thấy video rất là hay và bổ ích, cũng như là thấy rất là giải trí, rất là vui, thì các bạn hãy cho channel một cái subscribe nha. Đừng quên nhấn nút bell và like video để mà các bạn có thể thấy được những cái video sau. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là những câu hỏi gì về game này thì xin các bạn hãy bỏ về phía dưới phần comment ha, thì mình sẽ trả lời cho bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.